được cái gì mà không được. Bây giờ đi nè, bây giờ nè, bây giờ em nghĩ đi, không làm sinh viên làm sao được một tháng 10 triệu. Bây giờ em làm á sugar baby cho anh thì em có 10 triệu sướng không? Có không được đâu, chứ đi không ra đi còn la lên đó. Đi mà. Cái gì vậy? Hả? Làm vũ ra. Ai da. Ai da. Trời ơi, cậu muốn ra cậu làm cái gì vậy? Ai da. Ai la đi. Trời ơi, tôi la đó. Đánh người mất hợp pháp tôi la đó. La đi. Ừ. Có cần tôi la giùm luôn không? Giọng tôi lớn nè. Ai da. Đừng ta, đừng ta. Đừng ta nhà dê nè. Trời ơi. Sao? Trời ơi, cậu làm cái gì ba đau quá vậy? Trời, tôi có làm gì cậu không mà tự nhiên cậu xí cái chuyện này hả? Thích gì đó? Làm gì? Ủa, ông có tự trọng không vậy? Cái gì? Cái tuổi của ông là đẻ được nhỏ này luôn nè. Ông nghĩ sao vậy? Hả? Cái chuyện bình thường mà, yêu đương là bình thường. À, tôi khoái cô này, tôi trả tiền cho cô này, cô dẫn cô này đi là chuyện bình thường mà có gì đâu hả? Có gì đâu mà xen vô. Bình thường. Không bình thường. Cái này quá không bình thường. Ôi da. Cậu ơi, dừng tôi đi. Nè, em đợi đó. Chút xíu anh quay ra rước em. Quay lại. Em có sao? Dạ không sao, con cảm ơn chú. Gì vậy? Ê! Nè! Con ơi! Con có sao không? Có ai không? Nè! Con ơi! Con! Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Thấy thương gì đâu á. Mà Tú! Vậy? Ông làm từ thiện á thì ông làm một mình thôi. Ông rủ anh em tụi tôi chi vậy? Thì có bạn có bè cho nó vui. Đúng rồi mày. Làm từ thiện mà công khai quá dễ kéo anti fan lắm đó. Cái chuyện nó tính sao? Làm từ thiện ngầm hay làm từ thiện nổi gì, cái quan trọng nhất vẫn là cái này. Kêu bác sĩ đi, nhấn chuông kêu bác sĩ đi. Chị gì bà? Giảm máy lạnh xuống, nó bị lạnh. Mày điên hả? Chứ gì? Ý tao nói cái quan trọng là phải có tiền. Trời ơi, mày mới điên á. Gì? Mày đừng có quên, nguyên đám tụi mình là hội những người đàn ông thất nghiệp đó. Thì đó, thì bây giờ phải có tiền mới lo được cho con nhỏ chứ. Chán ghê cái ông này. Nè, đây là gia tài của tôi luôn á. Đưa cho ông á, còn như đây á. Trời đất ơi, cái bóp luôn nè. Cả cuộc đời mày còn như đây thôi đó hả? Bây giờ món ở đâu mà còn nữa nè, tôi bó tay luôn á. Cuộc đời mày rẻ rúng vậy. Móc thêm đi. Thêm đi. Móc cái gì mà móc, không có còn, còn làm con ông. Chưa? Trời đất ơi trời. Ủa? Coi. Con cảm ơn mấy chú. Tiền viện phí con tự trả được. Trời ơi con nhỏ, nói một lời như cởi tấm lòng vậy đó. Mấy chú cảm ơn con nha. Con thấy trong người sao rồi? Thấy khỏe hơn chưa? Dạ. Cảm thấy áp lực cái chuyện thi cử học hành hay là sao mà tới mức là suy nhược cơ thể như vậy hả? Dạ. Chắc từ bây giờ con không còn là sinh viên nữa. Ủa? Tại bà ngoại con bị bệnh, con đang tìm việc làm toàn thời gian nên... Bà ngoại con bệnh gì? Giờ ba má con đâu? Dạ con mồ côi. Con có mình bà ngoại thôi. Bây giờ ngoại có bệnh hệ gì chắc con... Thôi, không có xúc động ha. Bình tĩnh. Thôi được rồi. Giờ chú cũng có gì á, ngoại tấm lòng thôi. Nói chung á, ai cũng có nỗi khổ riêng đúng không? Giờ á, chú còn nhiêu đây nè. Gửi cho con. Chưa. Gán nha con. Hồi nãy tao kêu móc luôn một lần đi. Thôi kể ra nó cũng có tấm lòng. Rồi mày sao? Ừ. Móc đi. Đó. Dạ. Còn nữa không? Chưa. Còn... Gì nhiều dữ vậy? Chưa luôn. Ê, ơn sao cùng cộm cộm nè. Vậy đó mà còn không thoát mày. Thôi đủ chỗ vậy. Cái túi nhỏ nữa kìa. Trời ơi. Trời đó. Gì vậy, giúp cho nhỏ mặt mày vui lên coi. Quan hỷ lên. Vui lên cái gì? Thiết đức rồi. Làm từ thiện mà. Thôi đó, đây là tấm lòng của ba chú đó con. Thôi con cứ giữ đi. Tới mày kìa. Gì? Đúng rồi đi. Thì thầy chú cũng không có nhiều cho nên là chú cũng hơi ngại. Đây có chú. Chú cái gì vậy? Hai tờ. Thôi con cầm đi, bữa nay chú đi bộ về nhà cũng được. Thôi của ít lòng nhiều nha con.
ha. Rồi, của ít trồng nhiều thì coi như ba chú có nhiêu đây gửi cho con để lo viện phí với lại mua đồ ăn tẩm bổ đồ vô nữa. Rồi à, chú sẽ đến chùa chú cầu siêu. Ủa không, chú cầu an, chú cầu an cho bà ngoại con mau khỏe lại. Đây, 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 còn nữa. Đây, nhắn chú số điện thoại đi. Chú sẽ kêu gọi bạn bè ở trên Facebook à, sẽ quyên góp cho con một số tiền để cho con à, vượt qua cái hoàn cảnh này ha. Yeah. Rồi, để nhắn cho chú. Yeah. Rồi, yên tâm nha. Yeah. Mau khỏe. Nè, uống miếng nước đi, để khỏe. Hoài vậy? Nhổ cái gì mà nhổ? Tôi á là tôi không tha thứ cho ông á. Mắc gì ông tha thứ? Tôi đồng ý. Ba đứa mình có thể sợ vợ, nhưng mình có thể kháng chiến, mình có thể dùng lên, mình có thể phản kháng lại, nhưng nhất định mình không thể nuôi Sugar Baby. Đúng rồi đó. Đúng rồi vậy? Ủa đâu, hai người tỉnh táo không? Hả? Rất tỉnh. Tôi lúc nào tôi cũng chung thủy hết mực với vợ với con gái của tôi. Vậy thì quan tâm tới con gái người ta làm cái gì? Ủa cái đó là cái lòng trắc ẩn của con người thôi. Cái đó là cái tình người, hiểu không? Cái sự nhân đạo. Khi thấy một người yếu thế hơn mình, thôi, gặp hoàn cảnh nguy nan thì mình phải giang tay ra mình giúp đỡ chứ. Thôi đi. Như hai, như hai ông, trời ơi. Tao nói trọng sắc khinh bạn. Nói hay lắm. Tôi á là tôi chỉ cho tiền thôi, rồi xong. Không có dây dưa. Chính xác. Bờ vai của thằng này chỉ dành cho vợ con của mình thôi. Tiền bạc muốn bao nhiêu cũng được, nhưng thính là nhất định không có rải lung tung. Lung tung cái gì tôi không biết. Cái chuyện này hai ông đã hứa với tôi rồi à, chỉ có ba đứa mình biết thôi, cho nên tôi không có sợ. Nhưng kể từ đây cái lời hứa đó quên đi, nó chỉ là bí mật của riêng ông thôi. Đúng rồi đó, hai tôi đứng ở ngoài. Cười vậy, của đàn ông chơi gì là kèo vậy ba? Lúc đầu hứa rồi mà. Ê, không có giận mặt nha. Ủa mình là anh em mà. Ê cái gì vậy? Trời ơi Quân ơi, Vĩnh ơi, thằng này luôn á. Ê đừng có cho vợ tôi biết nha. Trời ơi bà biết cái này là bà xé xác tôi luôn á. Thiệt. Ủa cái này tôi là gì nhân đạo đó mà. Nói thật sự á, ông còn non và xanh lắm. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao trở thành bờ vai vững chắc như bé Lan? Ừ. Nếu mà nói trở thành bờ vai vững chắc của bé Lan á, phải nói là tôi. Có tình trường nè, có kinh nghiệm sống nè, trải đời nhiều, mới trở thành chỗ dựa cho người ta được chứ. Ủa? Là sao? Tôi đoán đúng hả? Ờ cái người này hả? Không biết. Ờ em biết đâu, nhưng mà là bà con gần. Gần lắm. Ừ, đó là của bên bác họ. Nhưng mà nhỏ thuộc về cháu dâu của phía ông nội á. Ông nội lại là con nuôi của bà cố bên ngoại. Em biết không? Trời ơi, vậy là gần rồi chứ em nói làm sao. Ờ, cho nên tội nghiệp, 80 mấy tuổi rồi chết trẻ. Ừ, cho nên mình phải đi phúng điếu đàng hoàng em. Không thôi người ta khi, hiểu không? Ừ. Cái gì 200 ngàn? 2 triệu. Trời ơi, mình bà con gần vậy mà. Ừ, chuyển tiền liền cho anh nghe. Chỉ có em là số 1 thôi đó. Ừ, hung em 3.000 cái, rồi bo thêm cái nữa 3.001. Trời ơi, chỉ có vợ là nhất thôi. Alo Lan hả? Ừ, chú Vĩnh nè. Con cứ yên tâm lo cho bà ngoại nha, mọi chuyện để đó chú lo cho. Tiền bạc không có thành vấn đề, nói chú lo. Mà xài hết thì cứ nói, đừng có ngại gì, chú sẽ gửi thêm. Gì vậy? Không, ông Tú với lại Quân á, không có liên quan gì đây á, chỉ có chú thôi, nghe chưa? Yên tâm, cứ xài hết, chú nói thêm, yên tâm, mọi việc để chú lo. Ừ. Nè, hồi nãy con gọi điện cho ai vậy? Dạ bà ngoại.
bà ngoại thì được, nhưng từ giờ phút này á, không được nghe bất cứ điện thoại nào của thằng nào, nghe chưa? Dạ. Bà thuê cho con cái nhà này thiệt á hả? Đúng rồi. Nếu mà con ngoan chiều ba thì ba sẽ mua luôn cái nhà này cho con, được không? Thiệt hả ba? Thiệt chứ. Cảm ơn ba. Thôi bây giờ mình vô trong coi nhà nha. Dạ dạ. Trời ơi tức quá. Buông ra đâu? Mày định làm cái gì? Cái gì? Mày định làm cái gì vậy? Tôi vô tôi làm cho rõ trắng đen cái chuyện này. Tức quá mà. Tức cái gì mà tức? Tụi mình giúp nó hết lòng hết sức, vậy mà nó lừa mình vậy đó. Sao? Không còn là sinh viên hả? Mà chuyển qua chế độ sinh tiền rồi hả? Vô tôi làm rõ cái chuyện. Ui, mày đi quá từ từ nói. Ngu gì thì chịu thôi. Ba thằng già biển nhỏ nó lừa. Giờ hết tiền rồi nè. Mai ghê không? Tôi chưa kịp giúp tiếp á, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy tức. Tôi bị tổn thương đó. Tổn thương ghê gớm lắm. Tổn thương cái gì? Tôi mới là người bị tổn thương nè. Tôi đứng ra tôi đại diện hình ảnh, tôi kêu gọi, tôi quyên góp để tôi giúp đỡ hai bà cháu nó. Vậy mà nó cho ba đứa mình một cú lừa. Đợt này nó làm ngô ra ngô, khoai ra khoai. Khoai ra khoai. Ngô ngô gì? Mày đứng đây. Mày không thấy hả? Sugar đã đi, Sugar baby kìa. Ngô chịu thôi.